Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây cắt cỏ giới thiệu đến các bạn ha. Cây cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Kiogrid và nó có cái tên riêng là ở phía sau đây các bạn. Cái tên riêng của nó là R311 nha các bạn. RM311. Đây. RM311. Cây em R311 hồi này nó có cái nòng là 37 ly nha các bạn, và dung tích xi lanh nó là 31cc. Máy rất là khỏe các bạn, đánh cước rất là ngon ha. Tưới tiêu thì hết ý, tưới tiêu nó mạnh, rất là mạnh ha, tưới rất là nhanh. Cắt cỏ thì dao thì vô kỵ nha các bạn, dao, nói về dao là vô kỵ. Còn đánh cước thì rất là ngon, rất là khỏe. Cái tình trạng máy nó rất là đẹp các bạn. Quan sát cảnh xem ha. Máy rất là đẹp. Ốc này dạng ngính luôn. Các bạn nhìn về các bạn trải nghiệm ha. Ốc dạng ngính luôn. Tại cái máy quay nó quay cái ốc không có đẹp ha. Ốc dạng ngính luôn á. Thể mình chói sáng nó không có được vàng nha, nó vàng ngính luôn á, rất là đẹp. Mình đã lên cái chế hòa khí quanh rồ cho các bạn ha, chế hòa khí quanh rồ xài rất là sướng luôn. Nó cái thứ nhất là nó độ ổn định nó rất là cao ha, bơm lên xăng rất là dễ. Cái thứ hai là nó tiết kiệm xăng ha các bạn, tiết kiệm xăng theo tầm cái máy này nha. Chứ cái máy này thì bản thân nó nòng lớn đó, thì nó cũng hơi ăn xăng đó, nhưng mà nó sở hữu được cái chế hòa khí này thì nó tiết kiệm xăng đỡ bớt ha. Dòng máy này nắp xăng có lỗ thông hơi nha các bạn. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Do cái động cơ của mình là động cơ 2 kỳ, do đó nhiên liệu nó gồm xăng cộng với nhớt ha. Tỷ lệ tối thiểu cũng phải 50cc trên lít nha các bạn. Tối thiểu cũng phải 50cc nhớt trên 1 lít xăng ha. Các bạn có thể tăng lên 60, 70. Cũng tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Thường xuyên mình đánh cước máy lớn ha. Chạy máy tốc độ cao ha. Mình pha nhiều nhớt tí các bạn. Không có hề gì hết ha. Nhưng mà mình được gặt được cái kết quả vô cùng là mỹ mãn luôn. Nhưng là nhiều nhớt như thế là cái nòng của mình xài hoài nó không có hư. Mặc dầu nó cũng có những cái hư linh tinh lặt vặt, giống như là nó lâu ngày nó bị đóng bô ha. Nhưng mà mình nói là càng nhiều nhớt nó càng ít đóng bô các bạn. Mình đã trải nghiệm và anh em ở đây tại đây đã trải nghiệm rồi ha. Ví dụ mình xài 50cc nó còn đóng bô hoài, xài 60 nó còn đóng bô hoài, xài 65 cây là tự nhiên các cái chất bụi đó nó không có biến thành cái chất khằn dính nữa, mà nó đủ nhớt rồi, nó là chất dẻo dẻo nó tống ra bô. Là do đó là cái bô mình đó, nếu mà đủ nhớt rồi là nó không có đóng bô nữa nghe các bạn, chứ không phải là nhiều nhớt mà đóng bô. Nhiều nhớt nhiều chưa tới độ nó là đóng bô, nhưng mà nhiều tới vượt cái ngưỡng đóng bô nó trở thành các ké đó, nó không đóng thành khối nữa, mà nó thải ra ở đây cái bô mình dơ ướt ha, là cái máy không đóng bô luôn. Các bạn xài hoài không đóng bô rất là đã luôn, là nhiều nhớt nha. Các bạn về các bạn trải nghiệm từ từ các bạn sẽ gặt hái được một cái kết quả không ngờ được. Người ta nói nhiều nhớt á, thì nó hư bogi, nó đóng bô, nhưng thực tế ở đây anh em ở tại cái xứ mình sử dụng này, người ta báo cáo là nhiều nhớt đi, nhiều nhớt nó không đóng bô mà nó lại không lột nòng các bạn, rất là sướng luôn. Chứ không phải nhiều nhớt mà hư máy đâu, ai mà quan niệm nhiều nhớt hư máy nhiều quá độ kìa là nó chết bogi, chứ không có hư cái gì hết trơn á. Nhiều nhớt quá độ là nó chết bogi chứ nó không có hư cái giống gì hết trơn á. Còn ít nhớt nha, 30cc là các bạn hy sinh cái nòng của các bạn. 30cc là các bạn như các bán rẻ cái nòng. Rất là đã ha. Ra băng.
Mình giới thiệu cái dòng máy này không phải là cái dòng máy đặt nhà máy ở Trung Quốc đâu nghe các bạn. Các dòng máy này đời này là từ bổn quốc Nhật nha, cho nên á nội thất của nó là bền, không có thời gian ha, bền không có giới hạn, rất là bền và rất là khỏe. Bạn xem máy rất là đẹp luôn ha, công tắc nó đây ha, sát tiếp ha, đây nắm ha, móc dây đeo ha, dây xúc kết, dây rút này là dây Nhật luôn đó, các bạn. Cùm này. Tay nắm phía trái nè, tay nắm phía phải, có cái tay ga sóng nha, mình gọi đây là tay ga sóng nè các bạn. Các bạn làm thế này ha, hùn 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 ha, là giống như tay ga bóp vậy các bạn, hùn 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 ha. Còn khi nào các bạn muốn chốt một chỗ, các bạn lên hùn đây ha, bạn bóp cần này là nó sẽ ở đâu nó nằm đó nha. Các bạn bóp cần này nè là các bạn lên đâu nó nằm đó, khi bắt các bạn vuột tay thì nó trả về không, nó nhỏ máy ha. Đây tay ga rất là hay ha, xài cực kỳ bền luôn các bạn. Đấy các bạn cứ lên vậy đó, bóp cái cần này là nó lại đưa, nó có hệ thống nó đẩy cái tay này lên cho cứng ha, để mình để đâu nó nằm đó. Còn nếu mình không bóp cần này thì nó hoạt động chân chu vậy nè, rất là hay ha, nó trả về không đó. Đây, các bạn quan sát tiếp ha, cần lắp nè, cần lắp 25 là zin của Kyurit đó các bạn. Kyurit nó xài cần lắp 25 thì 7 ly 7 khía các bạn, rất là phổ thông. Và cái cùi của nó có siêu chống dính cỏ luôn các bạn, siêu chống dính cỏ, hàng chén úp ngược từ dưới lên đẩy kính luôn nè ha, rất là êm ha, không phát ra một tiếng kêu nhỏ luôn. Và ở dưới này có chống mài mòn nguyên khối luôn, cùi rất là đã luôn các bạn ha. Mà xem. Và cái chắn cỏ này mình cũng không quên giới thiệu cái chắn cỏ này. Chắn cỏ to đùng. Cái chắn cỏ này không phải mỗi người đều mỗi thích đâu các bạn. Có người thích to, có người thích nhỏ, có người không gắn chắn cỏ luôn, phát dao là không cần chắn cỏ luôn. Chắn cỏ nhiều khi họ nói có gắn chắn cỏ thì không có thấy đường phát. Cho đó họ lấy cái chắn cỏ ra ha, cắt nó sẽ hữu hiệu hơn, nhưng mà nó văng, nó văng 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 hay văng lên mắt mình ha, văng lên mắt mình, văng mắt mới sợ chứ văng đâu có sợ đâu các bạn. Nhưng mà các bạn mài dao này nè, ở phía dưới này hoàn toàn là 100% nè, mài kiểu Makita nó mài dưới 100%, ở trên nó chưa có liếc ha. Còn mình muốn cho nó ngọt ha, ngót thêm nữa, bén thêm nữa, các mình liếc ở đây 2% thôi, 20%, và ở dưới này 80% thì phát rất là ngọt luôn ha, và nó rất là ít văng, rất là ít văng ha. Còn các bạn muốn chém chuối ha, chém chặt cây chuối đứt ngọt luôn các bạn, phải 50-50 ha, là chém cây chuối đứt ngọt luôn. Rồi các cái tược, cái chồi đó các bạn đưa vô đụng cái ren là đứt. Do mình mài dao nha các bạn, mình có cái clip hướng dẫn mài dao đó, mình muốn phát cái kiểu gì đó thì mình mài dao theo kiểu đó ha, chứ không phải là cái dao nào là mình mài đại hay mà nó ngon đâu. Mình mài phải có một ý đồ, mình mài dao này phải có ý đồ ha, mình cái ý đồ mình muốn làm cái gì đó mình mài theo kiểu nào đó ha. Mà đại khái thì ở dưới phải nhiều nha, ở trên ít thì nó ít văng, còn ở dưới ít mà ở trên nhiều thì nó văng đầy đầu không bít cái mặt mình luôn ha. Đẹp tuyệt vời luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đẹp tuyệt vời, chạy như súng luôn, súng nổ luôn. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e lên ga gì đó ha, mấy thao tác là bình thường. Còn này nó đã lên xăng rồi, kéo là nó nổ thôi, hơi nó rất là dữ các bạn ha, hơi rất là dữ luôn, hực 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 ha. Tắt nha các bạn.
Đổ lại nha. Đổ lại nha. Mình ngồi thôi các bạn, mình ngồi thôi, không có, mình không có bao giờ mà giật máy mà đứng hết. Và mình nói nha, cái dòng Kiorit này, cái chụp giật này nè, các bạn xài, các bạn vừa xài mà vừa đập nó cũng không hư nữa. Cái chụp giật này nè. Cho nên cái đời á, mình nói cái đời này là đời chung nha, chạy IC nha. Mà các chi tiết nó là nó phải nói là tối ưu. Thời này mình gọi là thời hoàng kim đó các bạn. Cái máy nào nó chế ra cũng dữ dằn ha. Nó quan trọng nhất là cái độ bền ha. Cái chụp giật này vừa xài vừa đập phá chơi nó cũng không hư, sắc không. Rất là dữ luôn. Rồi, để mình nổ lại rồi mình lên ga lớn cho các bạn xem ha. Đây, sắp xếp luôn. Các bạn muốn cho nó bốc hơn nữa, các bạn ép cây này nha. Ép cây kim tốc độ cao. Các bạn muốn bốc hơn nữa, các bạn ép cây này ha. Các bạn muốn lì hơn ha. Máy bền hơn, các bạn nhả cây này ra ha. Đấy, càng ép thì máy càng tổn các bạn. Nhiều khi mình ép quá độ thì mình lên ga không được luôn. Còn mình nhả ra từ từ cho vừa cái mức độ mình sử dụng thì nó ok. Vừa các bạn chỉnh tế nhị chút thì nó vừa ít ăn xăng mà vừa nó khỏe ha. Đó là chỉnh cây tốc độ cao này đúng ha. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Kiorit RM311 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.